Bật mí một giải pháp đã giúp cho hàng ngàn cô bác anh chị em xử lý được tận gốc vấn đề về cơ xương khớp. Đây là giải pháp mà em Trung Anh bao nhiêu năm qua đã giúp cho hàng ngàn cô bác anh chị em đang gặp tình trạng về đau nhức xương khớp này, tê bì tay chân, nhức mỏi cổ vai gáy, co cơ chuột rút, và vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi em Trung Anh, đó là chị bị thoái hóa thoát vị gai xương, người chị đau từ trên xuống dưới, người ta bị bệnh gì là chị bị hết rồi, và lúc nào cũng giống như người già vờ, rất là đau, rất là nhức. Và em Trung Anh đã chia sẻ cho cô bác anh chị mình, đây chính là canxi hữu cơ sinh vật, canxi thủy phân enzyme, canxi nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Và canxi này dùng công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ thủy phân enzyme. Và khi mà anh chị em mình uống vào sẽ không nóng, không lắng cặn và không sinh ra sỏi thận. Canxi kết hợp với ích thanh trà để đào thải toàn bộ độc tố ở trong gan, trong thận ra bên ngoài và lấy lại giấc ngủ. Vì đây là canxi hữu cơ sinh vật dùng công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ thủy phân enzyme, nên khi mình uống vào không nóng, không lắng cặn, không sinh ra sỏi thận, an toàn với gan, thận, dạ dày. Kết hợp với anh chị em mình có điều kiện, mình hay uống thêm ích thanh trà, uống thay nước lọc hàng ngày để đào thải toàn bộ độc tố trong gan, trong thận, lấy lại giấc ngủ, và kết hợp cả canxi cả trà, một dòng thanh, dòng bổ sẽ xử lý cho mình ổn định từ kho xương. Và mỗi một ngày anh chị em mình hãy nhớ sử dụng đúng đủ đều canxi, ích thanh trà, thì chỉ sau một thời gian thôi nó sẽ xử lý được từ gốc các vấn đề về cơ xương khớp, cũng như đau nhức mỏi, những gì liên quan đến đau, đến nhức, đến xương, đến khớp, mất ngủ, dây thần kinh, thiếu máu lên não sẽ được xử lý đánh bay từ bên trong anh chị em nhé.